Harry Won chẳng ngán đụng hàng tân hoa hậu Hermione. Một Hermione khẽ khoắn sắc sảo, một Harry Won nhu mì dịu ngọt. Mỹ nhân nào là người mặc đẹp hơn? Kể từ sau công cuộc giảm cân hoạn mục, Harry Won ngày càng tự tin và chăm chỉ khoe vóc dáng trong trang phục gợi cảm. Bộ cánh mới nhất của bà xã Trấn Thành cũng không là ngoại lệ. Xuất hiện trong một sự kiện thảm đỏ, Harry Won gây chú ý ngay lập tức với chiếc đầm gợi cảm của nhà thiết kế Đỗ Long. Thiết kế này đã giúp cho người đẹp phô diễn được nét đẹp hình thể từ khuôn ngực vừa vặn, thêm phần lưng nõn nà cho đến đôi chân thẳng thớm. Harry Won còn trưng dụng bộ cánh này làm trang phục biểu diễn. Mới gần đây, bộ cánh này vừa gây xôn xao khi được khoác lên Hermione, tân hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Da nâu, khỏe khoắn và dung nhan sắc sảo, Hermione sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo khác biệt với Harry Won. Đây cũng là một trong những sáng tạo đắt khách bậc nhất của nhà thiết kế Đỗ Long, vì nó mà đã xảy ra biết bao cuộc đụng hàng trong Vbiz. Từ hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Lan Khuê, á hậu Hà Thu cho đến Bảo Thy.